đời này mấy bạn đi vận một lúc là sao dám cướp, đi lẻ lẻ nó cướp. Tiếng nó đi một cục đấy anh. Bến bay từ từ để anh báo cho. 1/3 đường rồi. Đâu 2/3 đường rồi. Sắp tới rồi nha, tầm 30 giây nữa. Anh cũng mở mà. Rồi chuẩn bị đi nha. Trời già cái đầu rồi mà vẫn quên những nhiệm vụ đi lượt thuyền không biết bao nhiêu lần nữa. Tấn quái nhặt cái truy công lệnh anh Mẫn. Không, nó đỡ lag hơn đấy anh. Chuyển nó đỡ lag hơn. Thank you.
đùa với Trần Văn Lương. Âu tù nó nhặt thì làm sao sót được. Mẹ chú công lệnh đầy đây này. Được ba bình Phúc Duyên, một bình Thiên Sơn. Anh cứ mặc định được 8 bình. Được hai bình Phi Tốc. Công lệnh cho một mố để đóng lạc trong trăm lần lắm theo nhạc. Hôm nào đi ít là biết thân biết phận rồi. Vừa qua phát là nhảy chạy trốn ngay lập tức. Đợi vãn vãn mới quay vào trả. Có bờ đó, bốn cái gì nữa. Được cả sát thủ giảm nữa nè. Ta đến giao nhiệm vụ thủy tặc đây. Chết mẹ rồi. Ui từ từ anh Mẫn đừng sang, anh Mẫn đừng sang. Cho em ít tiền anh Mẫn ơi. Cho em ít tiền đã. Chết mẹ rồi. Chết tôi rồi. Tây Sơn Thôn. Ai thì kiếm mấy con nhặt được tiền này cóc gì, nhặt được tiền là đủ về mà cóc gì phải chạy đi đâu nữa cho nó mệt. Về được, về Tây Sơn Thôn. Anh chưa gặp cái cảnh mà đi thuyền bơi về Tây Sơn Thôn à? Bơi suốt rồi.